Ok, FGB Gaming Channel xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ làm một cái video có thể nói test Saigon Day Day cho anh em nha. Rồi, đây sẽ là cái đợt test đầu tiên Gali với Bacco. Hiện tại anh em đang nhìn thấy là một cái video mình trích xuất lại được sự hỗ trợ của bác Oda. Bác Oda đã hỗ trợ cho mình. Đây là cái công đèo 7. Video hơi mờ, anh em thông cảm nha. Hiện tại là anh em đang nhìn thấy là Bacco sẽ kết hợp với một con tướng, một con chỉ huy mới, đó là Saigon Đại Đế. Sẽ thực hiện một cái pha công đèo, hạng vũ và Netsuke. Thì anh em đang nhìn thấy có thể nói là Saigon Đại Đế là một trong những con tướng mới hoàn toàn. Hiện tại thì chúng ta đang test rất nhiều. Và theo sự chia sẻ của các anh em bot thì mình nhìn thấy có thể là nó sẽ dành cho Gali nhiều hơn. Bacco Gali phải nói là đã mạnh rồi. Hiện nay có thêm Saigon Đại Đế nữa, buff phòng thủ và sức mạnh rất là khủng. Rồi, chuẩn bị hết máu của bên phía đều bên phía đội bạn rồi. Thì anh em nhìn thấy rồi, xong. Đó, cái Gali đã xong. Đây là cái chiến báo anh em nhìn thấy là 135k và 326k. Đó. Thì đây có thể nói là cái chiến báo mình thấy rất là ok. Công đều như thế này thì phải nói là cái đạo Gali chúng ta nó rất là mạnh. Có thể nói là sẽ công mạnh hơn kể cả Harad. Và đây là tăng quân của hai đội, hiện tại là Bacco và Harad. Thì chúng ta đã biết rồi. Còn bên đây là Bacco với Saigon Đại Đế. Bacco Maskill. Saigon Đại Đế hiện tại là chỉ là 5-5-5-3 thôi, chưa Maskill. Còn bên phía của hàng vũ Netsuke là đã mát hết rồi. Một cái điều quan trọng là anh em có thể nhìn thấy về cái sức mạnh của bộ binh tới 127k. Đó, bên đây là chỉ có 3 thôi. Saigon Đại Đế là chỉ có 3 thôi, 5-5-5-3. Rồi, về tấn công và về phòng thủ thì anh em thấy là hơn hẳn kỵ binh luôn. Saigon chỉ mới có 553 và nó là rất là khủng. Nếu như dùng để Gali, dành Gali công đèo hoặc là công nhà hoặc là công cờ, mình thấy Saigon Đại Đế sẽ được gọi là sẽ làm việc rất là tốt. Và các chỉ số và đặc biệt là kỵ chỉ số về sức mạnh thì hơn hẳn của kỵ binh luôn. Kỵ binh chỉ có 102%. Bên phía của sức mạnh của bộ binh khi mà có Saigon Đại Đế là tới 127%, anh em nhìn thấy là nó tới hơn 25% sức mạnh nha anh em. Thì phải nói là rất là ok. Rồi, chúng ta sẽ xem test 5v5 hiện tại là được thực hiện bởi bác Oda cung cấp cho mình. Rồi, solo được 1 5v5 nha. Rồi, anh em đang nhìn thấy trên màn hình cũng quay từ điện thoại xuống nên là hơi mờ. Anh em xem video thông cảm nha. Nhưng đợt test này sẽ cho anh em thấy thêm một số vấn đề nó rõ hơn nữa. Rồi, ok. Đó, anh em cũng đã nhìn thấy hiện tại là Bacco Da sẽ thực hiện cái pha được gọi là pha đánh 5v5 để test luôn. Một đạo là Saigon Đại Đế là đạo chính, đó, tướng chính. Và bên phía bên đội bạn là thực hiện các cái pha, những cái kết hợp anh em cũng đã biết rồi. Nhưng mà quan trọng anh em nhìn thấy Saigon Đại Đế là mới chỉ có những giây đầu tiên thôi là đã die rồi. Saigon Đại Đế là cái đạo đầu tiên có thể nói là sắp mặt đi về. Rồi những đạo phía sau, ví dụ như anh em cũng nhìn thấy là Quang Vũ SCBO, các những đạo đó thì hiện tại đã làm rất là ok. Anh em chúng ta đã test xong hết rồi, nhưng mà còn về Saigon Đại Đế, nếu như mà sử dụng làm tướng chính thì mình thấy nó hơi ổn anh em. Nó hơi ổn, tại vì làm tướng chính mà không trâu. Cứ nghĩ như là sức mạnh sẽ tăng được rất nhiều nhưng mà không có, tại vì hiện tại là sức mạnh nó sẽ có bị khống chế bởi một số cái skill. Số skill 5 giây, 8 giây, 10 giây. Cái skill cuối cùng có thể nói là sẽ gai nhanh nhưng mà nó vẫn bị khống chế bởi một số skill. Anh em nhìn thấy thì khi mà chúng ta đã mất đi một đạo rồi thì đã không còn cái lợi thế nữa. Nên cái việc test Saigon Đại Đế, cái việc mà Saigon Đại Đế đánh như thế thì mình thấy nó không hiệu quả. Ok.
Rồi, chúng ta sẽ tới solo đợt 2, vẫn 5 với 5 luôn nha. Thì hiện tại là đã chuyển qua một cái đạo 5 với 5, cũng sử dụng Sauron Đại Đế cho anh em tham khảo. Cũng thực hiện bởi bác Oda. Đó, anh em nhìn thấy có thể nói là chúng ta sẽ sử dụng nhiều con tướng. Đó, có cả Sauron Đại Đế. Nhưng mà chiến này Sauron Đại Đế là tướng phụ. Tướng phụ nha. Năm với năm ra khi mà chúng ta đánh open field nó cũng như vậy, hoặc là có thể là đông hơn. Qua cái đợt test 5 với 5 này rồi, mình thấy Sauron Đại Đế có vẻ là bất ổn quá nếu như mà chúng ta đem Sauron Đại Đế ra để đánh open field. Mặc dù khi đọc những cái skill thì Sauron Đại Đế nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều, nó sẽ tăng hầu như là tăng phòng thủ, tăng tấn công, rồi cái sức mạnh, cái quan trọng nhất là sức mạnh tăng thêm 20%. Nhưng mà đánh thế này thì hơi căng. Boss thì không sao, nhưng mà có thể nói là boss có thể sử dụng để giành Gali cũng được. Còn với F2B mà chúng ta lên mát mà chúng ta đánh như thế này thì nó rất là ổn, tại vì chúng ta đã tích rất là lâu để được chọc như thế này. Hơi căng đấy. Những đạo như thế này thì anh em cũng đã test rồi, anh em cũng đã thấy, có thể nói là đây, rồi có thể thấy là qua cái thời gian này thì chúng ta đã thấy Sauron Đại Đế nó hơi yếu anh em, nó khá là yếu. Rồi, một cái vấn đề có thể nói chốt đi chốt lại là Sauron Đại Đế là chỉ dành cho Gali thôi, còn đánh open field là không phải là lợi thế chính của Sauron Đại Đế. Bởi vì Sauron Đại Đế có những cái chiêu buff có thể nói là dành cho đảo Gali rất là mạnh, nhưng mà còn khi mà đánh open field có thể búp cho bản thân cũng như là búp cho những cái đội quân của mình. Đó, nhưng mà cuối cùng vẫn là người gọi là die sớm. Rồi, ok, video của mình xin phép dừng tại đây. Cảm ơn tất cả anh em đã chú ý xem video của mình. Trên đây là một số thông tin chia sẻ tiếp cho anh em về test con tướng Sauron Đại Đế. Hy vọng qua được test này sẽ giúp cho anh em sẽ có những cái quyết định nâng con tướng Sauron Đại Đế này hợp lý hơn, chuẩn hơn. Đó, chúng ta sẽ có hai hướng, một là bot và hai là F2B nha. Nếu như anh em thấy video hay, anh em vui lòng tặng mình một like và một subscribe để khích lệ tinh thần phát triển kênh nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.